Đợt đầu kỳ tuyển sinh năm học 2023-2024 tại trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi, hơn 300 học sinh đến từ các trường trung học cơ sở, trung học phổ thông trong tỉnh đăng ký học ở hai hệ là trung cấp và cao đẳng nghề. Đối với học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở, các em tiếp tục vừa học trình độ trung cấp nghề, vừa học văn hóa trung học phổ thông và được miễn 100% học phí học nghề. Học sinh tốt nghiệp trung học phổ thông học trình độ cao đẳng nghề sẽ được giảm 70% học phí. Riêng học sinh là người đồng bào dân tộc thiểu số sẽ được miễn 100% học phí. Các em được định hướng nghề và giới thiệu việc làm sau khi ra trường. Ngành thú y là ngành ở Quảng Ngãi duy nhất là trường này đào tạo, cho nên em chọn trường cao đẳng Việt Hàn để chọn để ngành học này ạ. Vừa học là văn hóa, cái thứ hai là vừa học cái nghề luôn, thì tạo điều kiện cho con học như này. Cũng thích cái trường, họ giới thiệu cũng thích trường đây. Định hướng nghề nghiệp, tạo nguồn nhân lực đáp ứng nhu cầu tuyển dụng của các doanh nghiệp là mục tiêu đào tạo của trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi. Trong 3 năm qua, trường luôn là đơn vị đi đầu trong công tác tuyển sinh. Trung bình mỗi năm, nhà trường xét tuyển hơn 1.000 hồ sơ đăng ký học cả hệ trung cấp và cao đẳng nghề. Nhà trường chúng tôi là hết sức là chú trọng và nỗ lực trong cái công tác hướng nghiệp. Nửa đầu năm 2023 thì nhà trường phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội tỉnh cùng với Ủy ban nhân dân các huyện, chúng tôi đã tổ chức các ngày hội hướng nghiệp tại các trường trung học phổ thông. Thì ngoài ra thì nhà trường còn chủ động thực hiện các buổi tư vấn định hướng nghiệp cho học sinh ở các trường trung học cơ sở. Thì thông qua cái chương trình hướng nghiệp này, chúng tôi đã truyền tải các thông tin về chính sách của giáo dục hướng nghiệp đến cho người học. Đồng thời thì cũng hỗ trợ cho các trường trung học cơ sở trung học phổ thông trong cái công tác phân luồng thực hiện theo đúng cái lộ trình của kế hoạch 106 của Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi về cái thực hiện đề án giáo dục hướng nghiệp và phân luồng học sinh trong cái giáo dục trung học giai đoạn 2018-2025. Để công tác hướng nghiệp tạo nguồn nhân lực đạt hiệu quả, trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi không ngừng đổi mới về cách thức quản lý, điều hành, cập nhật chương trình đào tạo, giáo trình, bài giảng, bồi dưỡng nâng cao trình độ giảng viên, giáo viên, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại phục vụ công tác giảng dạy tốt hơn. Mục tiêu của nhà trường là bắt nhịp với sự phát triển của giáo dục nghề nghiệp hiện nay, đáp ứng nhu cầu thực tiễn của doanh nghiệp để học sinh tốt nghiệp ra trường có thể hòa nhập ngay vào thị trường lao động. Nhà trường chúng tôi là cái đơn vị kết nối trong mối quan hệ ba nhà: nhà nước, nhà trường và nhà doanh nghiệp. Thì nhà trường chúng tôi là cái đơn vị thực hiện đào tạo nghề theo chính sách của nhà nước và cái đầu ra của chúng tôi là cái đầu vào của doanh nghiệp. Hiện tại thì nhà trường là cái đơn vị đào tạo theo cái nhu cầu của doanh nghiệp và cung ứng cái nguồn lao động qua đào tạo có tay nghề và thậm chí là đối với cái tay nghề chất lượng cao cho các cái doanh nghiệp, các cái đơn vị trong khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp tỉnh. Hướng nghiệp để tạo nguồn nhân lực đã mang lại hiệu quả tích cực. Giai đoạn 2025-2030, trường Cao đẳng Việt Nam Hàn Quốc Quảng Ngãi có định hướng phát triển thành trường cao đẳng chất lượng cao, đáp ứng nhu cầu về lao động qua đào tạo của các doanh nghiệp tại khu kinh tế Dung Quốc và các khu công nghiệp trong tỉnh và cả nước.